Em chào mừng em trở lại cái kênh mình nhé. Hôm nay với số vốn mình ấy đang có đó là số vốn bao nhiêu em ơi? 5,2 triệu, số vốn rất to nha. Đây là con game đổi thưởng theo được một một đấy, từ win. Thì vốn mình hôm nay từng này mình sẽ vào đây trên bài đổi thưởng nha. Bài hôm nay mình chơi đó là bài long hộ anh em ơi, hay chơi bài poker ta, bài poker ván là đi. Thì mục tiêu mình hôm nay lên 10 mê anh em ơi, lên được hay không mình đéo biết được nha, mà lên được thì mình ngon thôi, đéo lên được thì chịu thôi anh em. Buổi cuộc chơi này hên xui thôi anh em ạ, hên thì mình ăn thôi à, xui mình ra đảo thôi. Nó hên xui đéo đó trước đều đéo gì đâu anh em. Ôi rồi ngon này, quan trọng nhất là phải hên. Bây đã đéo hên thì đéo có cách đéo gì thằng. Ôi rồi thua hai ván tiếp thôi, vào đánh ván bài à, long hộ ván là đi. Mình chơi đéo chơi cố định một con game thôi anh em, bởi vì đối với mình ấy khi chơi hên xui mình phải hiểu điều rằng này, có những ngày mình con game này nó hên, có những ngày con game kia nó xui, thành ra mình đéo biết ngày nào con game nào mình hên, ngày nào mình xui cả, thành ra mình đánh tất cả con game. Con game đéo nào mình đánh cả, con game đéo nào mình đánh cả. Mà lỡ may trong trường hợp mà con game này xui quá thì mình ra đánh game khác. Chứ mình đéo cố định đấy một game, bởi vì cố định đấy một game lỡ may nó soi sao, soi hay không thì cái đó mình đéo biết được. Vậy cái đó mình đéo kiểm soát được nó được như nào được anh em. Nhưng mà cái mình biết được ấy đó là cái gì anh em ơi? Đó là cái mình biết đó là lỡ may mình thua 1-2 ván liên tục ấy là có khả năng cao nó đang soi, hoặc là có khả năng cao con game đó mình đang xui. Thì đằng nào thì cho là hai trường hợp, là trường hợp gì đi nữa thì mình nên ra đánh game khác thôi. Đó là cái cách đánh và cách chọn game của mình đấy anh em ạ. Còn anh em có cách gì hay hơn thì em có thể tham khảo, có thể nói cho mình để mình tham khảo nha. Mình thì mỗi người đều có cách đánh riêng thôi, anh em có cách đánh nào hay hơn thì mình sẽ tham khảo anh em thôi. Vãi đạn, thua kìa, thua ra đánh game khác thôi. Mình đéo cố định em một game đâu anh em, đéo thì cố định em gì cho ngu, đúng không? Thì bài tiến lên anh em, hên xui thôi anh em ơi. Ôi giời, ô vào cái nó ăn trắng kìa, nó đôi hết nó ăn trắng kìa, 1,3 triệu đây. Chơi tiếp ván rồi nào, phái đạn kìa, nó ăn trắng anh em ạ. Đen thế nhở, mấy ban đầu nó ăn trắng anh em ơi, chịu ấy nhở, đen thế. Thôi chịu thôi, chịu thôi anh em ơi. À, nó kể điên thế. Ban đầu nó ăn trắng hay chịu rồi. Ôi nó đéo có luôn kìa, quỳ gắn đéo có này đẹp. Sợ nó có chứ. Ôi giời, ván này bố mẹ ăn lại này. Lúc này mất 1,3 triệu đúng không? Bây giờ được bao nhiêu đây? Ôi được triệu lại thôi cũng được, cũng được anh em, thôi cũng được, cũng tạm được. Hít ra thắng lại rồi là ngon rồi. Bảy lễ này mình tưởng 3, 4, 5, 6, 7, 8 nha, là lễ anh em ạ. Vãi đạn thật đấy. Đèn nhỉ, lễ 3, 4 mới đầu, mình đến nhìn đéo kỹ. Không theo nha, mình đánh át cái là mình khó có thể về lắm. Cho nó ra hai đứa này nó chặt nhau trước đi, nó đánh với nhau ấy, kiểu như vậy anh em. Đó mình đánh kiểu đó trước sau thì mình đéo về được mà. Thà là mình nhịn tí, cơ hội thắng được cao. Mình sợ là cái thằng này nó có hai luôn anh em này. Thôi đánh cái này thôi, bởi vì đéo nó đánh ra như vậy mình đánh 6 7 8 đó mình nghĩ ngay nó có hai mà. Cho nên mình đánh hai trước để nó ấy, thằng này có thông, được 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 được. Được đấy. Được đấy, được đấy, được đấy. Hay 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 hay. Hay, con hai trước nó đéo chặt, mà con hai này nó mới chặt anh em, ca này. Đấy. Nó đéo có là đẹp, nó có ác anh em. Bậy à, thằng này có ca, chịu rồi, nó hên đấy anh em. Chơi vãn nữa đi, thôi để đéo đéo nó chơi được nữa, bố mày ra đánh game khác, có gì đâu, bài poker vãn là đi. Chuồn ra chuồn này, ôi chuồn ra chuồn mà đánh quy gì, nó đã quy anh em kiểu điên thế.
74 đại này. Nói chung đánh mấy con game đéo này nó lên rất nhanh. Nhưng mà anh em hiểu điều là cái gì lên nhanh nó xuống nhanh thôi anh em. Đó, mình mới đó mà xuống lại đó anh em kìa. Chơi nó như vậy đấy anh em. Lên nhanh nó xuống nhanh thôi anh em ạ. Đéo có gì mà xuống sẽ đập mãi đâu. Lên nhanh đương nhiên cái gì nó xuống nhanh thôi. 3 ra 2 anh em kìa. Đen thế. Ô hay. Thua luôn kìa. Ơ. Thua luôn kìa anh em. Thôi bây giờ mình sẽ bơm vào. Ôi. Bơm vào 10 mê mình chơi 1 và bây giờ mình chuyển gửi hòa vốn thôi. Sau đó mình thắng 5 mê nữa thì ngon, đéo thắng được nữa thì chịu thôi nha. Không này bỏ qua anh em nha. Ok anh em. Thì mình đã trở lại đấy nha. Thua thì mình đã thua rồi anh em, chấp nhận thôi anh em ơi. Game mà. Biết thế đéo trước được, nhưng mà lúc này mình phải ngu, nghĩ lại mình thấy ngu anh em ạ. Bởi trước đó mình đã đánh poker này, nó trước đó mình đã thua đen rất đen rồi. Mình cố gắng đánh. Mà Long Hổ lúc đấy mà mình mới thua có 50-50 thôi chứ không phải đã thua đâu anh em. Nhưng mà mình vẫn đéo đánh con game Long Hổ đi. Mình ra cứ cố gắng đánh con game đéo này. Đéo hiểu vì sao luôn anh em. Cũng chơi nhiều thì nó ngu là như vậy đấy anh em. Ngu là điều rất bình thường thôi anh em ạ. Có là ngu là biết sự thôi, ván này mình đéo đánh poker đâu bởi vì cô nó đen quá. Hôm nay nó đen với mình quá. 7 thua tiếp rồi. Ơi mày mày 8. Hên đấy. Nó thắng là hên rồi anh em ơi. Hạ sợ là sợ nó thua thôi chứ. Chứ nó thắng là hên rồi. Bởi vốn mình là bây giờ là tổng là 15 mê mày anh em ơi đúng không? Thì mà ít nhất mình lên 2 mê mình nghỉ thì mình chơi là phải thắng thì à, đéo có chuyện thua đâu. Thua mình đéo chịu đâu. Nhưng mà có phải khi đéo nào nó hên đâu anh em. Có ngày nó xui chứ. Đây này ngon này. Tuyệt vời chưa anh em ơi. Thắng ngay ván liên tục đấy, ngon đấy. 15 mê đấy anh em. Bây giờ thắng quạ là thì cũng có lẽ phải ngon này không anh em, đúng không? Nhưng đó chỉ là nếu thôi anh em ạ, nếu mà thắng nữa thôi thì ngon thôi. Trời ơi, chịu ấy. Thôi đừng đánh bài với cơ mà đéo đánh đâu. Thôi, cứ đánh bài này tiếp đi chứ. Bởi con này nó đang hên mà, đúng không? Thật sự nó đang hên đấy. 4 mê đi. Nó đang hên đấy anh em. À, thua hơn chỉ nhiều đâu. Mới thua xíu thôi mà anh em đúng không? Trúng tiếp thì ngon. Nhà 7 là toang rồi. Ôi! 7 vẫn win này. Ngon ngon ngon. Sời. Thế mới đang nói chứ. Thế mới đang nói chứ anh em ơi. Tuyệt vời thấy chứ. Đấy, thắng tiếp nào anh em ơi, let's go. Thắng cái đang nghĩ luôn ấy, thắng 5 mê là nghĩ thôi. Bởi có người đéo là thắng, đó đéo đâu anh em. Ngu nhất là, thường ngu nhất là biết anh em biết gì không? Đó là thắng muốn thắng hơn, thua lại muốn gỡ bằng được. Mình lúc nãy giờ mình gặp trường hợp đó đấy. Nhưng mà, và một điều nữa đó là mình, con game này xui mà mình cũng cố gắng đánh. Sao mình không ra đánh game khác đi, đúng không? Ngu gì mà đánh một con game mà con game này đánh xui. Giống con game Long Hồ này, tự nhiên đang hên. Mới thua một ván rồi mình ra đánh game khác, nó phí không? Tính ra tốt nhất các bạn, con game này thua 2 lần liên tiếp ấy, thì bạn nên ra đánh game khác. Chứ nó mới thua 1-2 lần này thôi, cứ đánh tiếp tục đi anh em nha. Thôi mình đã thắng được như thế này là mình là ngon rồi, nghĩ nha anh em ơi. Đánh tiếp rồi mình thắng đấy, nhưng mà thôi không sao. Ít ra mình còn thắng 5 mê mà. Chứ mình đã thua đâu mà mình phải buồn đúng không? Thắng mà nhỏ cũng được, còn hơn là thua hết anh em ạ nha. Thôi, video này kết thúc nha, bye bye anh em.